Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho các bạn cây đàn, một cây đàn nữa đến từ thương hiệu Martinet. Cây đàn này có mã là MC20S, top của nó solid hết toàn bộ. Đây, Martinet, đây là những cái thông số dây, dây khoảng cách dây từ cần đàn tới dây. Rồi đây là Savaret, là cái đàn này được trang bị bộ dây Savaret. Khóa của cây này là khóa chính hãng Martinet luôn, khóa vàng. Đây, cái đàn. Cho các bạn xem qua cái đàn rất là đẹp ha. Đặc điểm mình thích ở cái hãng Martinet này là người ta gia công đàn rất là cẩn thận, kể cả những cây mà thấp tiền như cây này thì trong tầm giá dưới 5 triệu thì người ta vẫn gia công rất là kỹ, hầu như rất ít sai số, rất ít cái chỗ mà nó bị lồi. Rồi bây giờ mình sẽ nghe qua cái âm thanh của cái đàn này nha. Thank you.
mình đã test sơ qua cái đàn Martinez MC20S và mình thấy là cái đàn với mức giá mà dưới 5 triệu thì cái đàn này rất đáng để mình sưu tầm ha. Rất là hay. Tiếng thì đặc trưng của Martinez, nó không không có nổ, không có sáng lắm nhưng mà nó rất là trầm ấm và rất thích hợp với những dòng nhạc trữ tình. Đây, cây này hiện tại đang có giá khoảng 4 triệu ha. Thì cái này giá rất là ok. Trong mức giá thì để được cái đàn đẹp này thì rất là khó. Video của mình hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video review đàn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.